Xin chào quý vị khán giả đang theo dõi hành trình tìm hiểu lịch sử Trung Quốc. Quý vị thân mến, nhắc đến hai chữ hoàng đế, người ta sẽ nghĩ ngay đến một người quyền cao chức trọng, đứng đầu thiên hạ, nắm mọi quyền hành trong tay, bao gồm cả quyền sinh, quyền sát. Chỉ cần chỉ tay năm ngón là văn võ bá quan, bản dân thiên hạ phải hết lòng mà phục tùng nghe theo mệnh lệnh. Thế nhưng dù vậy, trong lịch sử 5.000 năm của lịch sử Trung Quốc vẫn xuất hiện một vị hoàng đế bất lực và nhục nhã đến cùng cực. Thậm chí ngay cả việc bảo vệ người vợ của mình, ông ta cũng không thể làm được và khoanh tay đứng nhìn vợ bị kẻ ác cưỡng đoạt. Vậy vì sao mang danh là hoàng đế, nắm mọi quyền hành mà vị vua này lại kém cỏi và chấp nhận tủi nhục đến như vậy? Tất cả sẽ được giải mã ngay sau đây. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi. Dù rất tức giận vì những gì xảy ra với vợ mình, nhưng vị hoàng đế này chẳng làm được gì và chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận sự tủi nhục này. Đó chính là vị vua cuối cùng của triều đại Nam Đường, thời Ngũ Đại Lập Quốc trong lịch sử Trung Quốc là Lý Dục, con trai thứ 6 của Nam Đường Nguyên Tông Lý Cảnh. Chịu ảnh hưởng từ cha, từ nhỏ, Lý Dục là người nhân hậu và khá nhu nhược. Ông thường bị anh Lý Hoàng Ký đố kỵ truy sát, phải trốn chạy nhiều lần. Do đó, ông tỏ ra không quan tâm đến chính trị, không muốn tranh chấp. Tuy vậy, do Lý Hoàng Ký mất sớm, nên Lý Dục trở thành thái tử và kế thừa vương vị sau khi Nam Đường Nguyên Tông qua đời. Hoàng đế Lý Dục không tham đồ mỹ sắc, không ngang ngược tàn bạo, nhưng lại không nhìn thấu nỗi khổ nhân gian, không giỏi trị quốc mà chỉ chìm đắm vào thơ ca, thư pháp. Dù là một vị hoàng đế được cho là thiếu bản lĩnh và kém cỏi, nhưng ông lại được biết đến là một nhà thơ, họa sĩ và nhà thư pháp lỗi lạc của Trung Quốc trong thế kỷ 10. Ông cũng được xem là một người uyên thâm, thể loại từ vào hàng bậc nhất, do đó được xưng tụng là thiên cổ từ đế. Tuy nhiên, một hoàng đế không giỏi chính sự thì chuyện vong quốc chỉ là vấn đề sớm muộn. Năm 975, Tống Thái Tổ chịu khuông giận, dẫn quân tiêu diệt Nam Đường. Nhưng để thể hiện lòng nhân ái phục lòng dân, ông không giết Lý Dục mà áp giải về Biện Kinh, phong làm An Mệnh Hầu. Trong cuộc đời của mình, hoàng đế Lý Dục từng lập hai vị hoàng hậu. Vì là cặp chị em nên sử gọi là Đại Chu Hậu và Tiểu Chu Hậu. Đại Chu Hậu có tên là Chu Nga Hoàng, cũng là người yêu thích thơ ca, rất tâm đầu ý hợp với Lý Dục. Hai người ở bên nhau nhiều năm, tình nghĩa sâu đậm, nhưng không may Đại Chu Hậu đột ngột đổ bệnh qua đời. Hoàng đế Lý Dục vì thương nhớ nên viết rất nhiều thơ ca, ca ngợi vẻ đẹp của Đại Chu Hậu. Tuy nhiên, trong lúc Đại Chu Hậu nằm trên giường bệnh, em gái bà là Chu Giảm Mẫn vì quá lo lắng cho chị nên xin được đích thân vào cung chăm sóc. Điều đó khiến Hoàng đế Lý Dục có cơ duyên quen biết em vợ và hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Sự việc nhanh chóng bị Đại Chu Hậu phát hiện. Vì quá đau lòng và phẫn nộ, bệnh tình của bà ngày càng trở nặng rồi qua đời trong tức tưởi. Hoàng đế Lý Dục cảm thấy vô cùng có lỗi nên sáng tác rất nhiều bài thơ miêu tả vẻ đẹp của Đại Chu Hậu. Tuy nhiên, ông cũng sủng ái người em vợ không kém và đến năm 968 lập bà làm hoàng hậu, tức là Tiểu Chu Hậu. Sau khi Lý Dục mất nước và bị giam lỏng trong triều đình nhà Tống, Tiểu Chu Hậu luôn sát cánh bên cạnh ông. Năm 976, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dẫn qua đời, em trai là Triệu Khuông Nghĩa kế vị, tức Tống Thái Tông. Triệu Khuông Nghĩa sớm đã để mắt tới Tiểu Chu Hậu dung mạo như hoa. Tết Nguyên Tiêu năm 978, Triệu Khuông Nghĩa hạ chỉ truyền Tiểu Chu Hậu vào cung. Nhiều ngày sau mới được kiệu đưa về nhà trong bộ dạng tiều tụy. Lý Dục đủ thông minh để hiểu chuyện gì đã xảy ra với vợ mình. Ông đứng cạnh đầu giường cảm thấy rất tức giận, đau khổ, nhưng một quân vương xa cơ thất thế như ông cũng chẳng làm được gì. Ông chỉ còn biết ngậm ngùi nhìn vợ bị người ta cưỡng đoạt và chấp nhận sự sỉ nhục này. Năm 978, vào đêm sinh nhật thứ 42 của Lý Dục, hoàng đế Triệu Khuông Nghĩa sai người ban mang rượu có chứa thuốc độc đến cho ông. Đó là loại thuốc khiên cơ dược đã được thí nghiệm nhiều lần. Ai uống vào sẽ bị co giật, co quắp tứ chi, đầu gập vào chân,
không thể cưỡng lại cho đến khi chết hẳn. Lý Dục biết trong rượu có độc nhưng chẳng thể trái lệnh, đành uống thuốc rồi chết trong sự đau đớn và sợ hãi tột độ của Tiểu Chu Hậu. Không có Lý Dục, cuộc sống của Tiểu Chu Hậu sau đó ngày càng cơ cực. Cuối cùng, nàng cũng không chịu nổi mà qua đời khi mới 28 tuổi. Quý vị thân mến, ngoài Lý Dục, một quân vương xa cơ thất thế, ngậm ngùi nhìn vợ bị người ta cưỡng đoạt và chấp nhận sự bị sỉ nhục, thì trong lịch sử còn có những vị hoàng đế vô cùng quái đản đến mức khó tin. Dù có trong tay hàng ngàn cung tần mỹ nữ, có ba vị vua lại mê mẩn nhan sắc của những người tình đồng giới, thậm chí vì sở thích yêu đàn ông và bất lực với phụ nữ như vậy, nên có một vị vua đã tự mình dâng trai cho vợ để khỏa lấp nỗi cô đơn người vợ của mình. Quả đúng là hiếm thấy đúng không quý vị? Vậy ba vị vua có nhu cầu đặc biệt với nam giới đó là ai? Xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất là vị vua dâng trai cho vợ, vợ dâm loạn lại gặp phải chồng đồng tính. Phụ nữ thời xưa thường rất coi trọng danh tiết, nhưng hoàng hậu nam tử nước Vệ lại nổi tiếng dâm loạn, lẳng lơ hiếm thấy khi ngoại tình với rất nhiều người đàn ông. Nhưng gây sốc hơn là khi phát hiện mình bị cắm sừng, Vệ Linh Công còn rước trai về cung cho nam tử thoải mái dâm loạn. Vệ Linh Công tên thật là Vệ Nguyên, là vị vua thứ 28 của nước Vệ, chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Quốc. Ông trị vì nước Vệ trong khoảng thời gian 534 đến 493 trước công nguyên. Vệ Linh Công bị sử sách coi là một ông vua tham lam và vô đạo. Ông ta từng mời Khổng Tử giúp mình việc triều chính nhưng không được Khổng Tử chấp nhận. Còn Nam Tử, theo Liệt Nữ Truyện, vốn là người nước Tống, mỹ nhân nổi tiếng xinh đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng lẳng lơ, dâm loạn thời Xuân Thu. Trước khi được gả cho vua nước Vệ, Nam Tử đã qua lại, thường xuyên tư thông với Công Tử Triều, một người đàn ông nổi tiếng có dung mạo tuấn mỹ ở nước Tống. Khi Nam Tử được gả cho Vệ Linh Công, vị vua này không thể thỏa mãn được dục vọng của mỹ nhân này. Lý do một phần vì nam tử được cho là người cuồng dâm, rất thích ngủ cùng với những người đàn ông lạ. Một phần vì Vệ Linh Công được cho là người đồng tính, chỉ thích đàn ông. Một trong những người tình đồng tính nổi tiếng của Vệ Linh Công được sử sách ghi chép là Di Tử Hà. Tử Hà nổi tiếng khôi ngô tuấn tú nên lọt vào mắt xanh của Vệ Linh Công, rất được ông vua này sủng ái và còn phong cho làm đại phu. Các ghi chép lịch sử lưu truyền câu chuyện rằng, theo luật pháp nước Vệ, kẻ dùng xe của vua sẽ bị chặt chân. Một ngày, mẹ Tử Hà bị bệnh, Tử Hà đã tự ý lấy xe của Vệ Linh Công về thăm mẹ. Linh Công biết chuyện, chẳng những không phạt mà còn khen Tử Hà là người có hiếu. Lần khác, Tử Hà cùng Linh Công đi dạo hoa viên, thấy có quả đào ngon, Tử Hà bèn hái ăn trước mặt vua, không hết thì đem phần cắn dở, đút cho vua ăn, khiến vua thích thú. Dân gian gọi mối tình giữa Vệ Linh Công và Tử Hà là tình chia đào. Tuy nhiên, sau này khi Tử Hà có tuổi và không còn tuấn mỹ, khiến Linh Công chán ghét, vị vua này lại lấy chính việc người tình từng tự ý đi xe ngựa của mình và đút đào ăn dở cho mình để trị tội và đuổi Tử Hà ra khỏi cung. Tư Mã Thiên trong cuốn Sử Ký của mình cũng có lời bình luận về mối tình giữa Vệ Linh Công và Di Tử Hà như sau. Việc làm của Di Tử Hà không khác, nhưng trước thì được khen, sau thì lại phạm tội. Đó là vì lòng yêu ghét đã thay đổi. Cho nên được nhà vua yêu thì cái khôn của mình càng làm cho mình được thân. Bị nhà vua ghét thì cái tội của mình càng làm cho mình bị ruồng bỏ. Một điển tích nổi tiếng khác liên quan đến Vệ Linh Công là dâng trai cho vợ. Theo đó, mặc dù biết mối tình giữa Hoàng hậu Nam Tử với Công Tử Triều, nhưng thay vì trách mắng vợ hay trừng phạt Công Tử Triều, thì vua nước Tề lại có quyết định chấn động. Đó là rước Công Tử Triều vào cung để chàng trai này dễ dàng hầu hạ vợ mình. Tuy nhiên, theo một số ghi chép, sở dĩ Vệ Linh Công có hành động bất thường này là bởi vị vua nước Vệ cũng có tình ý với Công Tử Triều. Theo đó, năm Vệ Linh Công thứ 39, 496 trước công nguyên, vì Hoàng hậu Nam Tử nài nỉ, thuyết phục, ông vua này đã triệu kiến Công Tử Triều đến nước Vệ. Được chồng dung túng, thậm chí là ủng hộ,
nam tử mặc sức dâm loạn với công tử triều, đến mức dân chúng ai ai cũng đều biết chuyện. Năm Vệ Linh Công thứ 42, năm 493 trước công nguyên, thái tử nước Vệ là Khoái Hội đi dã ngoại, ngang qua nước Tống, liền nghe dân chúng xì xào chuyện hoàng hậu nam tử công khai dâm loạn với công tử triều, cắm sừng Vệ Linh Công. Ngoài ra, chuyện Vệ Linh Công rước công tử triều vào cung, hầu hạ vợ lẫn mình cũng bị dân chúng nước Vệ dị nghị, chê cười. Tất cả những chuyện này được cho là khiến thái tử Khoái Hội cảm thấy vừa xấu hổ, vừa tức giận. Theo Sohu, vì chuyện này, Khoái Hội đã lập mưu giết nam tử, tức chính mẹ đẻ của mình, nhưng bị bà hoàng này phát hiện nên phải chạy trốn đến nước Tống. Sau đó, nam tử khóc lóc tố cáo Khoái Hội với Linh Công, khiến vua nước Vệ tức giận, phế bỏ vị trí thái tử của Khoái Hội. Về sự kiện này, Bộ Biên Niên Sử Kinh Xuân Thu cho rằng vụ việc Khoái Hội lập mưu giết chết mẹ rất bất thường. Vì nếu Khoái Hội có dã tâm giết nam tử thì sẽ mang tiếng bất hiếu và mất đi địa vị thái tử. Theo đó, Kinh Xuân Thu cho rằng thực tế Khoái Hội chỉ lên án can mẹ để bà chấm dứt chuyện dâm loạn với công tử triều. Nhưng nam tử lại tức giận nên mới nói dối với Vệ Linh Công rằng Khoái Hội muốn giết mình. Năm 481 trước công nguyên, Khoái Hội giấy binh đoạt lại ngôi vua nước Vệ. Sự việc thành công, Khoái Hội đăng cơ lấy hiệu là Vệ Trang Công. Ngay khi lên ngôi, Vệ Trang Công liền cho người giết chết nam tử. Thứ hai là Hán Văn Đế mê mẩn trai đẹp. Nếu Vệ Linh Công nổi tiếng vì điển tích dâng trai cho vợ, thì Hán Văn Đế lại nổi tiếng là vị vua đam mê sắc đẹp của đàn ông. Mặc dù có công lao tạo dựng nên thời thịnh trị văn cảnh, nhưng Hán Văn Đế cũng vô cùng nổi tiếng với những mối tình đồng tính của mình. Một trong những mối tình nổi tiếng của Hán Văn Đế chính là mối tình với chàng phu chèo thuyền Đặng Thông. Đặng Thông vốn là thủy thủ của đoàn ngự thuyền trong cung. Theo nhiều tài liệu ghi lại được, thì trước khi gặp Đặng Thông, thì Hán Văn Đế nhiều lần gặp hình ảnh một chàng trai chèo thuyền trong giấc mơ. Chính vì thế, khi gặp Đặng Thông, Hán Văn Đế như tìm được người trong mộng nên vô cùng sùng ái. Hán Văn Đế chiều chuộng và chu cấp vàng bạc châu báu cho Đặng Thông, đêm ngủ cùng giường. Sau này, Thái tử Lưu Khải phát hiện cha mình sùng ái và yêu thương Đặng Thông nên đem lòng ghen ghét. Ngay sau khi lên ngôi vua, Lưu Khải lấy hiệu là Hán Cảnh Đế đã ngay lập tức tịch thu tài sản của Đặng Thông và biến ông thành kẻ nghèo đói. Thứ ba là Trần Văn Đế và mối tình đẹp như mơ với Mỹ Nam Khâu Dày. Trần Văn Đế được đánh giá là một ông vua có năng lực bởi trong suốt thời gian cai trị, ông đã khuếch trương rất lớn về mặt lãnh thổ và sức mạnh. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Trần Văn Đế lại là một người yêu thích nam giới. Một trong những mối tình sâu sắc nhất của vị hoàng đế này chính là mối tình với Mỹ Nam Khâu Dày, Hàn Tử Cao. Hàn Tử Cao làm say đắm bao trái tim thiếu nữ bởi vẻ ngoài tươi sáng, khôi ngô, tuấn tú của mình. Tuy nhiên, Hàn Tử Cao đã cự tuyệt tất cả để tình nguyện hầu hạ Trần Văn Đế Trần Tây. Mặc dù mối tình này trái với lẽ thường, nhưng Hàn Tử Cao và Trần Tây đều không có ý định che giấu. Cả hai ngày đêm quấn quýt bên nhau, mặc cho mọi lời gièm pha và ngăn cản của quần thần. Đỉnh điểm của việc này là việc Tử Cao đòi Trần Tây sắc phong mình là Nam Hoàng Hậu. Tuy nhiên, việc ngược đời này chưa kịp thực hiện thì những hành động yêu chiều người tình của Trần Tây đã khiến vương triều biến loạn. Sau đó, Trần Tây lâm bệnh nặng, Tử Cao ngày đêm chăm sóc như một người vợ hiền. Sau khi Trần Văn Đế băng hà, Tử Cao cũng sống lui về hậu cung và kết thúc cuộc đời ngắn ngủi của mình. Quý vị thân mến, trên đây là những vị vua có sở thích vô cùng đặc biệt và cũng có thể gọi là hơi quái dị, vì những câu chuyện đó ở thời đại ngày xưa thì vô cùng hí hữu và hậu thế cũng không thể ngờ rằng vua của một nước lại có phần biến thái khó tin như vậy. Quý vị nghĩ sao về những vị vua này? Hãy để lại bình luận cho chúng tôi cùng biết nhé. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.